Khép lại tháng 5 với một loạt các sự kiện hoạt động đặc sắc, chào đón tháng 6 với vô vàn sự kiện bùng nổ hơn. Chào mừng 21 năm thành lập trường, hãy cùng chúng tôi điểm lại những dấu ấn nổi bật trong tháng 5 vừa qua nhé. Hợp tác doanh nghiệp. Trường Đại học Phú Xuân tham gia họp khởi động dự án Strive, tăng cường hợp tác quốc tế cho các trường đại học mới nổi tại Việt Nam. Dự án dự kiến sẽ tạo tác động ảnh hưởng tích cực đến các trường đại học hưởng lợi bằng cách tăng cường năng lực và nâng cao tính chuyên nghiệp để làm việc ở môi trường quốc tế. PX Uni trao đổi hợp tác cùng ICO Huế, mở ra cơ hội làm việc tại Đức và du học thạc sĩ Hàn Quốc cho sinh viên. Định hướng trong thời gian tới, PX Uni và ICO Huế sẽ tiến tới ký kết hợp tác MOU và tổ chức các buổi tư vấn trực tiếp cho sinh viên K21, K20 về cơ hội việc làm và du học tại các nước theo chương trình. Thăm và làm việc với Lexia, ICT Nghệ An. Ngày 19 tháng 5, thầy và trò ngành ngôn ngữ Trung Quốc PX Uni khởi hành đến nhà máy nghìn tỷ Lexia ICT Nghệ An. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên tham quan môi trường làm việc tại một công ty lớn. Đặc biệt, 22 sinh viên ngành ngôn ngữ Trung được nhận thực tập tại đây trong thời gian tới. Kết nối cựu sinh viên, họp mặt kỷ niệm 15 năm ngày ra trường, cựu sinh viên lớp địa lý, du lịch BK3, niên khóa 2005-2009. Hoạt động sinh viên. Workshop, xu hướng quản trị doanh nghiệp tại các công ty đa quốc gia với diễn giả đến từ GLL Việt Nam. Hấp dẫn với cuộc thi ấn tượng học kỳ quốc sự. Qua lăng kính của cậu sinh viên năm nhất, chúng ta dường như cảm nhận được cả bầu trời thanh xuân trong từng khung hình, những suy nghĩ lấp lánh len lỏi mỗi câu chữ rất trong sáng, trưởng thành và đầy trách nhiệm. Ban tổ chức vô cùng tự hào và trân trọng khi nhận được những bài thi chất lượng gửi về cho chương trình. Sinh viên PX Uni hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Sáng ngày 11 tháng 5 2024, nhóm sinh viên PX Uni đã có một buổi sáng thật ý nghĩa khi tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2024 nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và góp phần tiếp thêm sự sống cho nhiều bệnh nhân. Series tài năng PX Uni. Sinh viên PX Uni thể hiện tài năng qua âm nhạc. Qua hai số phát sóng đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của thính giả. Dự đoán các số tiếp theo sẽ còn thu hút hơn nữa. Khởi động chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Trường Đại học Phú Xuân. Mở đầu chuỗi hoạt động là đêm nhạc Happy Night, đêm 1 nụ cười đầu tiên, đêm 2 tuổi thần tiên, diễn ra lúc 7 giờ tối thứ 6 hàng tuần tại cầu Gỗ Liêm, thành phố Huế. Chương trình đã thu hút đông đảo khán giả đến tham gia biểu diễn, hoạt động tuyển sinh. Chuỗi sự kiện tư vấn phụ huynh với chủ đề đồng hành cùng con vào đại học. Thông qua hoạt động hướng nghiệp được tổ chức rộng rãi, PX Uni mong rằng những điều này sẽ góp phần giúp các em cùng gia đình đưa ra lựa chọn phù hợp nhất trước khi bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Chuỗi livestream đồng hành cùng sĩ tử với 5 số live đã diễn ra thành công, thu hút đông đảo thí sinh quan tâm với các chủ đề, gặp gỡ chàng trai IT liệu có khô khan như bạn nghĩ, chia sẻ bí kíp ôn thi hiệu quả nhất dành cho 2K6, điểm mới trong tuyển sinh 2024. Khám phá 7749 bí mật ngành quản trị du lịch và lữ hành. Tháng 5 đã khép lại với những dấu ấn và thành công rực rỡ của PX Uni. Tháng 6 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động mới mẻ và thú vị hơn nữa. Hãy cùng PX Uni tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới nhé!